Tôi dân Sơn, năm nay 35. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu con sông, yêu cô em xinh xinh, yêu quê hương, yêu lắm bao người, yêu thiên nhiên nên đi đến khắp chốn. Hôm nay Kiên Giang, mai tới Quảng Ngãi, ghé Huế, đến Bắc Ninh, rồi Phú Yên. Ngỡ ngàng luôn. Ở miền Tây, ở Hà Tiên, ở Kiên Giang mà chạy ra một tiếng đồng hồ thôi, mình tưởng tượng giống như mình đang ở ở một cái hải đảo nào đó độc đáo lắm, đặc biệt lắm, của Philippines hay là của Indo chẳng hạn. Nó đẹp tới như vậy đó. Quần đảo hải tặc. Mới đầu nghe cái tên thấy không có cảm tình đúng không? Mới sớm vậy nó nghe quần đảo hải tặc nó chắc đặt tên chơi hay là gì đó. Nhưng mà thiệt sự quần đảo hải tặc sau này mình mới biết được là ở ngoài đó hồi xưa cách đây một vài trăm năm trước đó, có hải tặc thiệt. Những cái đoàn tàu buôn của Nhật, của Trung Quốc, của tất cả những cái nước mà đi ngang qua đó là bị hải tặc ra cướp. Theo truyền thuyết đó là ở ngoài đó nha, còn một cái kho tàng rất lớn ngoài đó luôn. Người ta tìm hoài, tụi Tây nó cũng về, nó thỉnh thoảng đi nó tìm, nhưng mà tìm chưa ra. Chuyện đó bỏ qua bên. Đảo hải tặc là một nơi chúng ta cần phải đi và cần phải ghé một lần cho biết. Bởi vì sao? Với góc máy này á, nhìn xuyên bên kia thì mình tưởng giống như là ở đang một thành phố nào bên Hòa Lan chẳng hạn, rất đẹp đúng không? Nhưng mà thiệt ra thì Văn Sơn đang ở trên cái bến tàu của thành phố Hà Tiên. Hôm nay là mình đi ra đây để mình đón một cái tàu, mình đi ra quần đảo hải tặc bằng tàu cao tốc. Tàu cao tốc này đó chạy ra ngoài kia khoảng chừng 30 tới 35 phút là tới, giá khoảng chừng 100 ngàn là mình ra ngoài đó thăm quần đảo ngoài đó, xong rồi trưa tàu này đưa mình ngược lại mình về. Nhưng mà tiếc một điều là hôm nay đó là mùa thấp điểm, khách du lịch ít quá, thành ra tàu này nó không có chạy. Thành ra hôm nay mình không có đi ra ngoài quần đảo hải tặc bằng tàu này được, mà mình đi ra quần đảo hải tặc bằng tàu hàng. Đây, ok, tàu này chạy cũng ra tới ngoài đó khoảng chừng tiếng đồng hồ, nhưng mà cái giá nó thì đương nhiên nó rẻ hơn hơn nữa, 50 ngàn thôi ra tới ngoài đó. Ra ngoài đó mình có thể mình đi ăn, đi chơi, đi một vòng đảo bằng xe ví dụ vậy, rồi mình lấy cái tàu mình ra ngoài đó mình xem hết tất cả những cái quần đảo ngoài đó nó như thế nào. Đẹp không? Bây giờ mình đang ở trên cái con tàu hàng để đi ra quần đảo hải tặc. Cảnh trí rất đẹp luôn á. Nhiều khi mình nhìn ngang gì mình nói là ở đây là Việt Nam, không tin được đây là Việt Nam luôn. Quý vị thấy không? Thành phố Hà Tiên nè, Kiên Giang rất đẹp luôn. Về du lịch, về ẩm thực, về mọi thứ tất cả chúng ta đều có hết. Đây là cầu tàu nè, cầu tàu để vào trong đảo hải tặc. Đảo hải tặc thì thực ra nó quần đảo lận, nó gồm 16 đảo tất cả. Ở đây là cái đảo lớn nhất. Cái đảo lớn nhất thì có khoảng chừng 2.000 người dân đang sinh sống ở đây. Ở đây thì họ sinh sống bằng nghề đi đánh bắt
tôm cá hoặc là nuôi trồng thủy hải sản vòng vòng đây, hoặc là ở trong đó thì có những cái dịch vụ để mà phục vụ cho khách du lịch. Mỗi khi mà khách du lịch ở ngoài bờ đi vào đây đó thì cũng có người dân lo, có cho mướn xe hoặc là cho mướn tàu chở đi ra ngoài những cái đảo xa hơn chút xíu để mà đánh bắt hay là lặn xuống xin san hô chẳng hạn. Rất là vui, và đặc biệt là ở đây có cái cột mốc, cái cột mốc được làm từ hồi thời Tây lận. Cái cột mốc này đánh dấu là đây là cái vùng đất này là của người Việt Nam ha. Thành ra bữa nay là mình lên đây để mình tìm hiểu về đời sống người dân như thế nào, chúng ta thăm cột mốc đó và lấy một cái ghe đi ra ngoài khơi nữa để mà đi câu, đi đánh bắt cũng như đi lặn sang san hô, nó đẹp như thế nào. Đi. Tôi dân Sơn năm nay 35, tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu con sông, yêu cô em xinh xinh, yêu quê hương, yêu lắm bao người, yêu thiên nhiên nên đi đến khắp chốn. Hôm nay Kiên Giang, mai tới Quảng Ngãi. Trước mặt chúng ta là bãi biển rất đẹp đúng không? Cát trắng đẹp vô cùng. Và đây là cái mặt sau của hòn đảo lớn nhất của quần đảo Hải Tặc. Mặt sau có nghĩa là mặt trước, đó là mặt trước mà cầu tàu khi mình mà tấp vào đó, là mặt đó nhìn thẳng vào kia là đất liền ha. Đây là mặt sau. Thì mặt sau gồm có những cái bãi hoang sơ đẹp lắm luôn. Và nhìn xa xa ngoài kia có những cái hòn ngoài kia đó, đó là những cái hòn ngoài đó, là những cái hòn của nước Campuchia. Nó gần như vậy đó. Thậm chí mình nghĩ là mình có thể mình bơi cái là ra tới ngoài đó được. Thành ra đây là cái vùng đất biên giới, biển đảo tranh chấp khủng khiếp từ hồi cả trăm năm nay, chứ không phải là chỉ mới thời gian sau này. Thành ra ở đây có một cái di tích rất là hay, là vào khoảng 1958 đó, thì hải quân của Việt Nam mình đã đến đây và đã đặt cột mốc này ha. Việt Nam Cộng Hòa, quần đảo Hải Tặc, xác nhận nè, hải đồ số mấy nè, vị trí số mấy nè, đại khái vậy. Rồi quần đảo Hải Tặc gồm có những đảo như thế này ha: hòn Kèo Ngựa, hòn Kiến Vàng, hòn Tre lớn, hòn Tre nhỏ gì đó, một dọc 16 đảo. Và ở đây khẳng định là phái bộ quân sự thị sát và nghiên cứu đến viếng thăm quần đảo này ngày 26 tháng 7 năm 1958 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam. Hải quân Việt Nam ký tên đàng hoàng, đóng mộc ra cái cọc của cái rồi là khỏi tranh chấp nữa. Chỗ này là của Việt Nam rồi ha, không có tranh chấp nữa nha. Ok, thành ra đây là một cái vùng mà chúng ta có thể nhìn thấy bên kia là những hòn đảo của Campuchia, hoặc là nhìn xuyên qua kia chút xíu nữa chúng ta biết được đó là bên đó là Sihanoukville, đó là cái bãi biển của Campuchia bên kia chẳng hạn, nó gần lắm. Và nhìn xa xa ngoài kia nữa thì chúng ta thấy cái đảo rất là lớn, đó là đảo Phú Quốc, đảo Ngọc của chúng ta ngoài kia ha. Hôm nay chúng ta đến với lại cái quần đảo Hải Tặc đó, thì thứ nhất là chúng ta nhìn cái cột mốc này, xem cột mốc này, đây là cột mốc mà chấm, đây chỗ này là chủ Việt Nam rồi, không có tranh chấp nữa. Và thứ hai là chúng ta đi thăm một số những cái người dân ở đây họ sống như thế nào, và thứ ba là chúng ta đi trải nghiệm được những cái thiên nhiên ở đây nó tuyệt vời như thế nào. Ok, mình đi. Bây giờ là tới giờ mình phải ra khơi ha. Mình phải ra khơi bắt cá lớn. Muốn bắt cá lớn phải đi cái thuyền lớn ra bắt cá lớn đúng không? Hôm nay đi thuyền thiệt lớn luôn nè. Thuyền quá lớn luôn. Có nữ tặc chèo luôn kìa. Em chèo được mà. Em chèo được phải không? Chắc phải không? Chân cầm áo mà anh. Rồi đồng ý, ok rồi. Nói dưới đây là giống như cái ghe nhỏ vậy đó. Đây là taxi, đây taxi đưa mình ra cái ghe lớn người kia ha. Đây là cái xuồng thôi. Chèo đưa anh em ra ngoài kia lấy cái ghe lớn người kia đi. Ngon lành luôn. Lên đường ha, hy vọng là bắt được cá lớn. Hồi xưa giờ khi mà mình nói đến biển ha, là mình nghĩ ngay đến thí dụ như là gần nhất của ở Sài Gòn mình là ở Vũng Tàu, hay là mình đi ra nữa là Phan Thiết,
hay là ra nữa là ở ngoài Trung mới có những biển, những đảo đẹp như vậy. Nhưng mà mình không ngờ là ngay Kiên Giang, Hà Tiên đi ra chỉ có 30 phút thôi, lại có biển đảo đẹp như nè. Bãi cát trắng, rồi biển đảo, tất cả mọi thứ còn hoang sơ, đẹp vô cùng luôn. Cái này mà phát hiện du lịch là hết sảy luôn, không có cái gì chê hết á. Cả một quần đảo luôn ha, quần đảo mười mấy đảo luôn. Thành ra mình có thể mình liên kết với nhau, mỗi đảo như mình sẽ tạo một cái trò chơi gì đó. Thành ra ra đây làm đi cái tour luôn, có thể ở 3 ngày trên này luôn cũng được. Sinh hoạt trên này, tất cả tạo mọi trò chơi, cho khách đi câu, cho mọi thứ lặn biển rồi ở đây. Ngon lành lắm nha, đẹp quá đẹp luôn. Mê luôn. Bây giờ mình đi đâu anh? Bây giờ thì nãy ghé đây xin đòn á, chạy qua mình bắt ngập. Ghé đây mình xin gì? Ớt. Xin ớt hả? Ớt, đang muốn ớt chơi phải không? À, vậy rồi. Thôi ok, quên đem ớt, ghé xin muối ớt. Quên, okay. Quên đem ớt theo. Xong đó mình qua anh kia bắt giùm. Đúng rồi. Giùm xong mình đi đâu nữa? Thì giùm xong rồi lặn mắt san hô, rồi mà có cái hô. Thế nhưng mà bữa nay cái mặt san hô nó sóng quá. À, bắt luôn, bắt xong rồi không có điện sao đâu. Bây giờ mình bắt giùm xong kiếm chỗ nào câu cá được, con lớn mình chơi. Được rồi, đủ rồi hả? Ok. Bạn có bắt kiến để mình lặn? Đúng rồi, kiến mình lặn. Kiến nào mà sẵn được hết trơn hả? Kiến nào mà sẵn cũng được hết trơn. Ok. Anh Thảo là captain, là thuyền trưởng của cái thuyền này. Hôm nay anh Thảo hướng dẫn Vân Sơn ra ngoài này để mình lặn, mình bắt những cái con ốc, con sò, con nghêu, con nhum đồ hay là câu cá đồ như này lên để mình ăn ha. Tận hưởng những cái thật thiên nhiên nhất. Anh Thảo cho Sơn biết là cái cách để mình lặn, mình bắt cái con nhum hay là bắt cái con sò như này thế nào. Lặn xuống dưới là mình thấy chưa, mình mang cái kính là do là mình rửa cho sạch. Sạch cái mình đeo như một vị thằng ha. À nè, vậy à. Chữa luôn mũi ra, bắt cái mũi luôn. Mũi luôn, ok. Thì trước khi mình lặn mình hít vô. Hít vô mình nó sát vô. Cho nó sát vô chắc lại hết. À, ok. Giờ mình lặn xong rồi nín hơi mình lặn. À. Lặn cho nó hết hơi, mình ốc lên mình thở một miệng. Mình nếu mình hết hơi mình lặn ở dưới luôn được không? Đâu có thở nổi đâu. Ok. Lúc trước có mấy người bạn chỉ, ví dụ như là mình rửa cái này xong xuôi cái mình, ví dụ mình phun cái nước miếng của mình đúng đó, rồi, phun đúng miếng rồi. Vô để mình rửa cái lớp đó cho nó trong, như là đừng có bị bọt, bị hơi đúng không? Rồi, rồi, đúng ok rồi. Đúng không anh? Đúng. Tại cũng tính làm vậy nè. Tính làm vậy phải không? Ok rồi, tính làm vậy đi, làm vậy đi cho chắc ăn. Ok. Rồi giờ mình bắt đầu mình lặn ha. Rồi lặn. Anh chỉ cách mình lặn nha. Cái thao để đựng chiến lợi phẩm, ủa chắc chắn có hay sao vậy? Chắc chắn là có luôn. ngon lành. Cái này mình mua hay là mình chế anh? Mua. Mua hả? Dạ. Mua mà cái này của Việt Nam mình làm hả? Cũng việc của Việt Nam mình làm. Không phải đồ lặn chuyên nghiệp phải không? Nhưng mà cái này là lặn ngon này phải không? Đó, cái này lặn hay không, lặn bằng cái này lặn không hơi cũng lặn bằng cái đó thôi. À, nhưng tại sao phải đeo găng vô? Này mình để nhổ ba cái sò mai cái nó khỏi đứt tay. Chắc có nha. Chắc có chứ. À. Tôi theo anh đó. Tại anh không ở lại đêm chứ, lại đêm là đồ ăn thoải mái luôn á. Sò, hào, nhum đầy đủ. Hôm nay anh ước lượng mình bắt được khoảng chừng bao nhiêu ký sò hay là nhum đồ đây? Muốn bao nhiêu cũng có chứ. Muốn nhiêu cũng có, tùy thời gian thôi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà xuống đây là có liền luôn á. Có liền luôn. Rồi, okay. Tôi theo anh. Anh em theo nha. Cái này không phải dơ đâu nha, cái này là cái mánh đó để mình làm sao cho cái kiến mình đừng có bị đục nước trong này nè, bị hơi nước đừng nghe. Nãy giờ câu được mấy con rồi á. Chà đó. Chà nó như này, chà hết tất cả chỗ này nè, để cho nó đừng bị đóng hơi á. Cái này lên thôi à. Tôi ghi mình đấm này. Rồi, nó giật lên.
Nhổ cho Mai, đi nhổ cho Mai là nó nè. Ê, sò mai 500-600 gram một con nè. Chưa bao giờ thấy con sò mai mà nó bự vậy chứ. Sướng quá. Hồi xưa mình ăn đó mình đâu có biết nó bắt nó làm sao. Dễ bắt vô cùng. Dễ lắm, lặn xuống biển là bắt thôi. Nhưng điều quan trọng là phải ra, ra Kiên Giang nha, rồi xuống Hà Tiên ha, rồi đi tàu ra một tiếng đồng hồ mới bắt được vậy. Chứ không cho nó bắt được vậy đâu. Ok. Sướng quá. Ok. Lên tàu. Rồi, đây là cái đồ chơi chơi thôi nè. Đồ này là cái đồ amateur. Đồ này cái đồ nghiệp dư chơi. Đồ chuyên nghiệp nè. Ta đi chút xíu rồi nè. Một thao luôn. Nhóc luôn nè. Ăn gì nổi trời. Hả? Nướng ăn cái còi không ngon lắm. Cái còi không á, đập ra gậy, Khỏi sao, khỏi cái đuôi. Khỏi gì, tôi làm cái này nè. Khỏi cái đuôi mà nó khỏi cái đầu. Ồ, nó dễ ra không chắc. Ôi trời ơi. Này mình ăn cũng được, nhưng mà ăn này ngon lắm nè. Cái đuôi đó, ngon lắm. Đó. Không, lấy hai giữa lấy không sống, sống rồi chắc tạc mới được. Sớt rồi, ăn bồ tạc mà ăn phải ăn. Sớt rồi, được. Cái đen đen ra mới được, cái đen đen là cát mà. Đúng không? Nó sống được. Được, cái nào cũng được. Làm hơi lâu thì đắp quá. Dễ làm. Trời ơi. Mai rồi gì cũng biết làm. Nó giòn nha. Nó cái độ giòn của nó đó không phải là giòn sực sực đâu, giòn tan giống như mình ăn mấy cái còi kia đâu. Nó không có dai như mấy cái còi kia luôn. Mà cái này á nó giòn mà nó mềm, mình cắn nó tan ra, nó bể ra và nó ngọt. Nó ngọt vô cùng luôn. Không có dính chơi. Nướng này nướng có ngọt lắm. Nè. Nướng thơm lắm. Nướng thơm lắm hả? Đúng rồi, nướng thơm. Mình ăn gì có bị gì không? Không đâu. Không bị gì phải không? Không bị gì nhưng mà nướng thơm á, để sai nha. Còn ơi. Trời ơi. Chết tôi rồi. Nè coi nè. Ở ngoài á, nhiều khi Bân Sơn ăn quý vị ở ngoài quý vị nói là nó ngon không ngon, Bân Sơn nó láo, nó dốc ăn cái con sò mai này mà cái còi mà nó ngon quá trời ngon. Bây giờ á, quý vị chưa thử được, Bân Sơn cho cái người thử cho quý vị xem, cameraman. Ăn nha. Quay đây. Đó. Ừ, gì ngon không? Ngọt quá ngon. Ngon phải không? Giàu quá. À, hồi đó chưa ăn sống phải không? Hồi giờ nướng ăn không phải không? Trời ơi, mà nướng là nướng nguyên con nha. Bây giờ là cái còi không à. Sang quá mà. Ăn nguyên con ăn gì hết. Đó bây giờ ăn này, ăn nguyên con. Ăn nguyên con ha, chứ kêu cả vợ con rồi nguyên dòng họ bên vợ, bên nội, bên ngoại gì tới ăn cũng hết luôn á. Để cho mình giờ ăn sang. Lấy cái còi. Nướng. Đuôi bỏ xong tôi bắt đầu cái mình test, tách nó ra nè. Bây giờ tách nó ra. Đúng rồi nè. Khi mà cắt á là mình phải cắt cái còi này nè, hoặc cho cắt cái còi này nè. Cắt đứt cái này nè nó mới nhả ra được chứ không thôi cái còi này nó cái cân của nó mà nó cứng lắm. Không. Đúng. Coi nè. Ui trời ơi. Cái còi thôi, đã không? Để đây, nắc nướng. Lần đầu tiên làm á. Đây nè. Không. Cái gì là bự rồi nè. Nó mới thọt vô đây. Cắt nè, cắt cái còi nó nè. Không, cắt cái còi nè. Nó vậy thôi nè, đừng có cắt dọc, họ có đây cắt cái còi nó nè, là nó thông rồi đó. Thấy không? Nó người ta có nguyên tắc đàng hoàng, thấy chưa? Đây nè. Thấy không? Thấy chưa? Đây nè, thấy chưa? Thôi nè. Vô luôn nè. Thôi nè. Bữa nay hên lắm rồi, có thể mai làm cho. Phải nói là hai người. Yeah!
Good quá, ok. Ngon lắm. Con này mập quá. Mập lù luôn á. Con tôm sữa nè. tôm con đó. Xuống dưới biển mình bắt con này không được đâu. Mình phải lấy cái vợt, mình vợt nó mới được. Nhưng mà cái con này ở đâu ra biết không? Cái con này ở trong bụng sò mai nè. Ở dưới biển đó nó làm nó mở cái sò ra vậy nè. Cái mấy cái con này bò ngang nó táp lại nó ăn. Mình bắt nó hiếp lại. Thành ra muốn ăn cái con này á là phải bắt con sò mai. Bắt con sò mai lên xong mình mở nó ra, mình banh nó ra, mình coi có con nào trong này không, mình bắt mới ăn nè, con này nè. Sò mai nó ăn được là người ta ăn được, đúng không? Sò mai nó ăn nó lớn lên thành thật mà. Người ta ăn được là tôi ăn được. Thử nha. Vừa dục mấy con lại. Có hai con nè, quá trời nè. Trời ơi, nó còn dễ bẹt luôn nè. Đá hai con luôn này. Ngon lắm. Thảo ăn con Thảo. Đây. Ăn không? Ngon ăn chứ. Ngon phải không? Con tôm nhỏ xíu một cái tiệm chuẩn qua ba. Chấm muối ớt chanh ngon lắm. Chấm muối chanh này ngon lắm. Ăn sống gì luôn phải không? Sống gì luôn á. Để chơi đá. Trời ơi, ngon. Coi nè. Ngọt thật ngon. Tao kiếm tôi ăn luôn. Lửa đẹp rồi nè ha. Lửa đẹp rồi đó. Để lên đường rồi đó. Nè. Ô, trời ơi, ớt bọc dưới biển luôn nè. Ông bóc ớt dưới luôn nè. Ớt trong biển được hay ngang. Nói chứ anh Thảo, anh mới vừa bơi vô bờ kìa. Anh xin mấy chiếc ớt, ra đâm muối ớt. Cái này phải đâm muối ớt ăn chứ, không có đâm muối ớt sao ăn được. Anh lặn xuống, trên đường á, anh lặn như kia xin muối ớt ra, anh bắt mấy sò mai. Anh bơi lên, anh nói là cái này là dưới biển nè, bọc dưới biển. Ăn cái này phải kẹp cái đất lại. Nhưng mà bị dính nách. Nó kẹp lại. Ngon quá. Nướng lên nó ngon khác nha. Nướng lên nó dai đúng không? Mình nướng lên nó dai hồi nãy đó. Nó sực sực, nó mềm, nó bùi. Trời ơi. Không cần muối ớt luôn. Nó mặn mặn rồi. Hả? Con có gì hay? Ngon thiệt. Con dữ luôn á. Trời ơi, đúng nó thơm. Ê. Ăn xong mình kẹp cái đất lại. À, nghiêng đất. Nó chỉ ngon lắm. Ngon ở đây á, không phải là chỉ cái con sò này nó ngon ha. Không phải là chỉ cái còi này ăn xong nó ngon. Mà nó còn ngon á, là bởi vì cái khung cảnh này nè. Cộng với cái tình cảm của tất cả những người trên thuyền nè, chủ tàu nè, rồi nào là chị nuôi nè, nào là tài công nè, rồi thuyền trưởng nè, rồi anh em nè, tất cả mọi thứ ở đây nó cộng hưởng lại. Trời, cái này ngon, không có cái gì ngon bằng cái này hết trơn, là bây giờ thôi nha, còn lát nữa còn ngon hơn nữa. Nha, con cá này là của tôi câu nha, tôi tặng Trần Sơn nha. Nhớ nha, con cá này tôi câu nha. Đây là con cá mít. Không biết tại sao chúng ta bích, nhưng mà nó là cá bích, có lẽ là nó thơm với bích. Thơm thiệt, ngon quá. Nó mới vừa chín tới à. Cái da ra nè. Ôi nè. Trời ơi. Cá nhầm cá ngon lắm, nhầm cá.
cá chàm cá hả? Đúng rồi. Nó nhỏ nhỏ vậy thôi hả? Nó bự thôi chút xíu mà hai ông tay nước béo lắm, ngon khá nãy nhiều. Nhưng mà cái này là con này là cỡ này lớn chút xíu rồi chứ không lớn hơn nữa. Đúng rồi. Chàm cá. Chàm cá. Này là đại chiên xù, nguyên con chiên xù cũng ngon lắm. Chiên xù ăn nhưng mà đại khái như cũng có xương đúng không? Có xương nhưng mà ăn cũng ngọt á, ngon lắm. Nhưng mà thịt nó ngọt hơn và nó béo. Nó béo hơn nha. Ừ. Cá chàm cá. Không cần muối ớt, không cần gì đâu. Nó mặn mặn sẵn rồi. Ngon quá. Trời ơi, đi ăn gì? Đây là con nhung, hay còn gọi là con nhím biển, quả cầu gai, hay còn gọi là con cầu gai, mà thu nhật nó kêu là con uni ha. Ăn sushi nó là nhất luôn. Trời ơi, ngon lắm, nó còn sống nè, nó còn que nè, thấy không, đã không? Cái này ăn lát nữa mình cắt gai nó ha, mình dạt ra hai ra. Trời ơi, múc lên ăn sống luôn. Ngon lắm. Dạ. Thiên nhiên ha. Anh đi làm được hay vậy? Quá đã. Vô rồi. Ok. Đi thảo vô. Anh có chuẩn bị tốt lắm luôn nè. Bây giờ cắt ra, cắt gai ra. Cắt ra ra, cắt đôi ra nha. Cắt đôi cắt gai ra. Cá này nướng ngon, nó hơi chua ngon. Dạ. Không tao. Chưa có gai đó nè. Gai nó ghê đó, con này gai nè. Nè thấy không? Coi nè. Cái này đâm nè. Đó. Vui không? Ở quần đảo Hải Tạc bây giờ là bà con mình là ra là du lịch dữ lắm à, thành ra thỉnh thoảng mình ra đây đó là mình gặp những đoàn gì nè. Bây giờ đây là đoàn này, đoàn Long An xuống nè, khắp nước về luôn á, chứ không dẫn chơi đâu. Đi qua rồi. Đó. Cái cá muốn mới lớn gì mà nó la ông sùm nè. Cái này có la làm như cá 400 kg vậy đó. Cái này là còn nhỏ quá, cho về đi. Dạ dạ. Đây là một trong những cái bè nuôi cá ở quần đảo Hải Tạc. Chủ bè đây là anh Danh nè. Danh đang ở đây đang có cá bớp và đặc biệt là có cá chuộng. Thiệt ra đó mình đi câu nó cũng có nhưng mất thời gian lắm. Ở đây anh em mua cá giống về nuôi. Đặc biệt là cá ở đây là không có cho ăn thức ăn mà mày mạ, chỉ lấy cá con rồi cào cái con rồi cho cá ăn cá. Thành ra thiệt ra đó là nó cá nuôi nhưng mà nó ăn thức ăn thiên nhiên không à. Rất là ngon. Bắt con cá chuộng nè. Yes. Thấy chưa? Hả? À, không ai ăn? Yes. Bắt không được đâu, bắt không được đâu. Đây là con cá chuộng. Con này ít nhất là khoảng 2 kg ha. Con cá chuộng này á ít khi nào thấy lắm. Mình phải ra cỡ như vùng này nè. Thì mới có nó. Và đặc biệt cái chuộng này mình nướng ăn ngon lắm. Thịt nó thơm, nó ngọt và rất là ngon luôn. Hồi nãy giờ là mình lặn ha, mình ăn nhum rồi nè, mình ăn sò dương nè, mình ăn sò mai nè, mình ăn đủ thứ hết trơn rồi. Ăn những con cá gì đó, cá mè, cái gì đó nhỏ nhỏ ngon lắm. Bây giờ mình trên cá lớn này mình vô trong đảo bắt củ
ủi lên bắt đầu mình nướng nó, mình chơi nó cộng với là mình sẽ chơi một cái nồi cháo hào bao đó, cộng với nhum luôn. Kế bên nữa là có mấy cái con chôm chôm nữa, chôm chôm nướng cũng độc đáo lắm. Ok, vô chơi ha. Đây, chơi cái này chơi dữ quá bay mất nón luôn nè. Hôm nay mình đang ở trên cái cầu tàu để đi vào trong cái hòn Kẻ Vinh. Hòn Kẻ Vinh là một trong 16 hòn của quần đảo Hải Tặc của mình ha. Hòn này thì không có người dân ở, nhưng mà hòn này đang được khai thác để làm du lịch sắp tới đây. À, Vân Sơn có liên lạc với mấy anh em trong này nè. Vô đây để thứ nhất là mình bày ra mình nướng con cá, sau đó mình nấu cháo thì nó là mình ăn. Sẵn đó mình đi thăm một cái huyền thoại của quần đảo Hải Tặc. Đó là cái con tàu được mệnh danh là con tàu cánh bướm đen. Nằm kìa. Con cá nó lớn lắm, mà mình nướng trực tiếp trên lửa than đó, mình nướng ép đó, thì cái da ngoài nó khét mà thịt trong nó có chín, thành ra mình phải chơi ăn da chút xíu. Đó, đúng rồi. Nhận người phụ nè. Đây là cái người giúp mình làm cho con cá nó không có bị khét nè. Đây là cái lá bàn ha. Một lát nữa mình để con cá lên cái lá bàn, mình để lửa trực tiếp như nào đó mình nướng nó, thì cái lửa nó lên cái lá bàn, nó không có bị trực tiếp với con cá, nó không khét con cá, nó sẽ làm nóng nó chín con cá. Cái này nó giống như cái chảo hay là cái ấy của mình vậy đó. Mình tạm thời mình dùng nó để mình thế để cản bớt cái lửa đó, để đem hít lên thôi, đem cái nóng lên thôi, con cá chín từ từ vô mà nó không bị khét con cá. Lá bàn kế bên luôn. Con này ngon lắm nè. Lát nướng mình lột cái da nó ra ha. Xé cái da nó ra trong thịt trắng bóc luôn, ngon lành vô cùng. Vừa con cá luôn nè, thấy không? Chơi nhìn. Rất là ngon. Giờ mình kiếm cái dĩ mình để ở đây nè. Mình nướng mỗi một bên vậy đó, khoảng chừng 15 phút. 15 phút mỗi một bên vậy thì con cá nó sẽ chín. Nhưng mà mình nhớ cái này là lửa nè, tùy theo lửa nha. 15 phút là thường cái lửa nó vừa thôi. Hiện nay thì mình sẽ đang đón cái hướng gió vô cái lò nè, đã lửa lên rất là nóng, là mình phải canh chừng một xíu. Hơi cháy xíu mỏng ra. Cái này người ta kêu là gì? Người ta kêu là nướng mọi nè. Nướng mọi là sao? Có nghĩa là mình nướng, thấy là lửa là nướng thôi, mình không có cần phải ướp hay cần phải muối, không cần phải tiêu, không cần gì chứ. Một lát nữa nướng xong thịt chín á, bắt đầu mới chơi muối tiêu chanh lên, mình bắt đầu mình chấm mình ăn, hay muối ớt vô chấm mình ngon. Ngon lắm. Lá bàn của tôi nó cháy hết rồi. Lửa mạnh quá. Lát nữa mình lật lên đằng nữa cho chắc ăn. Hả? Nướng trẻ quá. Trong khi mình chờ 10 phút mình chở con cá nữa ha. Ra ngoài kia bắt đầu mình mở con chôm chôm ra, bắt đầu mình thể lên mình nướng luôn. Bây giờ mình chơi đá. Giống cục đá không? Đó, nè. Ở dưới biển nó vậy nè, ai biết nó con chôm chôm? Chỉ có những người mà chuyên nghiệp lặn mới biết được thôi. Dẫn người mà lặn bắt được những chôm chôm ngày hôm nay là Linh nè. Linh qua đây con. Ok. Rồi,
Giờ cái con chôm chôm này muốn mở cũng không phải dễ đâu á, phải chuyên nghiệp mới mở được. Nên mình phải đập ra không con? Đập sao con? Mé mé bên miếng à. Giờ nó bể một miếng nó ra. Mình chuyên gian phải không? Ui trời ơi, nó giống như nó có máu này vậy hả? À, nó máu hả? Không phải đâu. Không phải hả? Cái màu giống máu vậy? Cái vỏ. Cái vỏ nó. Nhưng mà tại sao người ta kêu con chôm chôm con? Tại vì nhìn cái hình thù nó giống như cái con trái chôm chôm vậy đó. Trời ơi, nó như cục đá vậy mà chôm chôm. Ui trời ơi. Tại cái này lâu quá. Đẹp quá nè. Nó rụng gai hết. Ui nè. Ui trời. Ở trong nó cái màu hồng ngọc luôn á, đẹp không? Nè, ba, đặt con nó đi. Cái này nó sát bờ hay Linh hả? Dạ. Trời ơi, như cục đá luôn vậy. Trời đất ơi, con hào đá. Con hào đá hả? Dạ. Đây là con hào đá nè, con oyster. Mình nhiều con, ngon quá con hả? Vậy con nào chôm chôm? Nó chôm chôm phải không? Nè. Chôm chôm nè. Chôm chôm nè. Nó mở nè. Dạ. Chôm chôm này nó mở ra nè. Dạ yeah, đúng rồi, nhìn giống trái chôm chôm vậy nè ha. Nó kêu chôm chôm nè bà con. Không có gai nè. Cái này dưới biển nó nằm vậy nha, mà đi đạp nó chết luôn á. Vậy nó nha, mà khui ra nó vậy nè. Đã không, khui ra nó vậy nè. Đẹp ghê chưa nè. Vậy nè, cái không đâu vậy nè. Có ai ăn này chưa bà con? Lần đầu tiên tôi ăn á, tôi nói thiệt nha. Lần đầu tiên ăn luôn á. Chưa bao giờ có ai ăn đâu. Đây là chỉ có những người mà gốc ở đây là mới lặn xuống ăn được thôi. Cái này nó không có nhiều lắm phải không Linh? Dạ. Đúng không? Ở ngoài chú uống gì chú thấy nó bán ngoài hết trơn á. Dạ. Đúng không? Cái này chỉ nó có nó nằm ít lắm. Ít lắm. Dạ. Chỉ cho trong đảo mình mới ăn được thôi. Dạ. Cái này là hứa hẹn ngon nè phải không? Ngon phải không? Nhìn muốn ăn sống ghê luôn. Ăn sống được không con? Dạ được. Được luôn hả? Ăn nguyên con được luôn. Ăn cái cục còi thôi. Ăn cái còi thôi đúng không? Cái gạch nó bự quá, nó hơi tanh. Hơi tanh. Dạ ok. Thôi để mình nướng ăn ngon hơn ha. Dạ. Rồi. Rồi chuẩn bị vô nè, chuẩn bị vô bà con. Ui trời ơi, đẹp lung linh luôn bà con ơi ha. Đây là gì? Đây là quà tặng của biển cả. Đây, lấy cái nồi mỡ hành của người ta lên đi. Không, mình không có lá bàn này, nó khét hết mà nó không có chín. À, không sao, mình lắc mình ăn cái mình thôi, mình sang mà. Đó, con chôm chôm nè. Đó, nó có gai. Còn mình đỏ ao đẹp vô cùng. Ở đây là mình nướng tất cả những con, ví dụ như là con chôm chôm ha, là mình nướng mình ăn. Còn nhưng mà đây là con hào đá nè. Con hào thì được mình nướng mình ăn cũng ngon, nhưng mà mình ăn sống sẽ ngon hơn. Hào đá nha. Hồi xưa giờ mình ăn oyster đó, hào là oyster đó. Nhưng mà nướng oyster là nào là Đại Tây Dương, rồi Bắc Băng Dương, rồi Thái Bình Dương luôn. Chưa bao giờ ăn oyster mà hào đá như vậy ha. Cái này là buôn đá nè. Cái này coi nè. Không trời nha, quá ngon luôn. Trời ơi, không cần chanh, không cần muối, không cần gì hết trơn. Tại mới rửa nước biển xong nó mặn 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 mà nó béo, nó ngon, nó ngọt, nó thơm. Kiếm đâu ra hào đá ăn trời. Không bao giờ có con thứ hai. Chở cá, chở cá. Chính nè, bên này nữa chính nè. Tôi dân Sơn, năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà. Yêu bông hoa nên yêu cá bông mu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm. Thấy mà Sóc Trăng là phải ăn. Ai à. Chôm chôm, nước mỡ hành xong ha. Bây giờ mình bắt nồi cháo nữa. Bắt nồi cháo nữa. Trong khi mình vớt cái này, nồi cháo nó sôi lên cái là mình chơi luôn. Cái này chỉ mới là cháo trắng rồi nha. Bây giờ mình chơi cái còi. Còi con sò mai vô ha.
Nhìn là thấy đã rồi không? Và kính thưa tất cả quý bà con cô bác, bây giờ là giờ linh thiêng nhất trong cuộc đời của tôi. Bây giờ tôi thưởng thức rồi. Thứ nhất là cảm ơn anh Thảo ha. Cảm ơn anh Thảo đã lặn bắt nhum nè, bắt sò mai nè, còn linh nè. Nãy là nó lặn nó bắt mấy con này mới đọc nè. Con này là phải lặn dữ lắm mới bắt được mà hiếm lắm, khó thấy nó nữa. Nó là con chôm chôm mà, ở dưới là gai góc không mà giống như mấy cục đá vậy đó. Và đặc biệt là con cá này ha. Bây giờ mình thử mấy này trước đi. Giờ mình thử một nè, thử cái coi. Thử cái coi nó làm sao. Khỏi mất công mình chấm gì hết ha. Đúng không? Vậy hả? Thì chú ăn thử không gì coi nó ra sao. Ha. Béo đã. Trời ơi. Trời ơi trời. Ai xin con ra. Một con ngon dữ vậy con. Một con nữa cho con nữa, ngon quá. Cảm ơn Linh giới thiệu con này ngon quá. Lần đi chú ăn luôn á. Ngon quá con ơi. Coi nè. Trời ơi là trời. Đau bụng. Tôi đồng ý đi. Ướp lạnh đã không? Đã thiệt. Không. Sướng phải không? Sướng hơn nước suối nữa. Sướng nước suối. Nói chuyện mà vốn không? Nước suối sao sướng bằng cái này? Nước suối là khi nào mình kháng nước mình uống, còn này là khi nào mình ăn nhậu gì mình uống ha. Ăn ngon có miếng bia đúng không? Bia quá ngon luôn mà bị ướp lạnh nữa ha. Ướp lạnh gì mới ngon nha, đừng động bỏ đá. Mốt tập giống tôi đi. Và bây giờ nè là giờ thưởng thức cái con cá chuộng. Con cá chuộng này hồi xưa bên Philippines á, mình sẽ ăn nó một lần. Rất là ngon luôn. Và cá chuộng này mình nướng cũng chỉ nướng vậy thôi nè, đó nướng vậy nè ha. Rồi cái da của nó đó. Cái da của nó mình lột cái da nó ra. Nè, cái da của nó. Nắm cái da nó lột. Thịt nó nè. Cái bụng nó chưa? Thôi nè. Úi trời ơi. Còn cái gì nữa? Hả? Còn cái gì nữa? Thôi nè. Mày chết mày với tao. Ha. Ngon quá. Phải không? Ngon quá. Con cá này nó ngon quá. Nè. Ông muốn định đút con ngon thử cái miếng nè. Ngon lắm. Thử miếng coi. Quá bé. Con thử coi. Nè. Nó ngon không? Trời ơi. Nó ngon dữ luôn á. Nó ngon hơn cá bóp nướng luôn á. Con cá bóp thịt nó còn cứng nha. Còn thịt nó mềm mại mà nó ngọt. Cá bóp nó còn tanh nha, cá nó không tanh luôn á. Nó khét khét à. Ngon quá. Chết không? Thu kiện này nó nha. Này nè, này con rể nè. Con rể nè. Nhà vợ nè, đó, thấy lương không? Hai cha con. Ông này là bốn đứa con gái. Bốn đứa con gái luôn. Không có thằng trai nào hết. Con để cưng dữ phải không? Nó được á, đứa này được á, tương lai á. Con về làm rể ba bao nhiêu lâu rồi? Dạ, gần 2 năm. Gần 2 năm hả? Ba ở nhà khó không? Không khó hả? Ba có thương không? Có. Cũng thương phải không? Ừ, tại không có con trai mà. Cái này rể cũng giỏi rồi anh ha. Cũng giỏi mà. Nó cũng lặn đồ lội rồi cỡ anh nè, nhỏ anh cỡ nó không? Nó nhỏ hơn
nhờ lặng hơi. À nó nhờ lặng hơi hả? Nó lặng không hơi, nó lặng hơi được. Hồi xưa là không lặng hơi đúng không? Hồi xưa làm gì có hơi lặng. Đúng rồi. Hồi xưa là dùng hơi sức của mình lặng không à. Hồi xưa nghe nói là có ông nào ông lặng xuống dưới là con cả 7-8 mét dưới hả? Có chứ. Hả? Lặng mà mấy người ta ép nó ta chịu nổi. Nghe nói trước thì lặng thì uống nước mắm gì vô phải không? Có không? Cái đó là uống chống lặng không? Nước sâu. Nước sâu á, nó cần uống cái đó. Còn mình dùng mình là khoảng 7-8 mét, 8-9 mét đủ lặng. Thôi nói mình lặng đi nữa đi ha. Nhớ nghe con cá chuộng, bà con nhớ ở vùng nào có con cá chuộng hoặc là đi du lịch hỏi có con cá chuộng hay không, đem nướng mướn mọi y vậy nè, rất là ngon luôn. Và bây giờ mình thưởng thức cái nồi cháo, cái bằng cháo đại dương. Tại vì nó đủ thứ này hết trơn á, đúng không? Bao nhiêu thứ trong này, bao nhiêu tinh túy nó nằm trong này hết trơn á. À, thử miếng nha. Vừa nhum là vừa sò mai là vừa hào bao, vừa chôm chôm tùm lum ở trong này đủ đó. Thứ trong này hết trơn á. Bảo đảm luôn ngon. Đã quá. Ngon. Sướng quá. Nó giòn, nó ngọt, nó thơm, trời ơi, nó tiêu bốc mùi lên, sướng vô cùng luôn. Đợt này để tôi về đi xin phép vợ tôi. Tôi qua đây tôi ở. Em ơi, đợt này em qua đây anh ở nha em. Ngon quá. Hồi trước đây đó, khi mà Vân Sơn nghe nói quần đảo hải tặc á, thì thứ nhất là Vân Sơn không có cảm tình với nó, tại vì nghe nói là hải tặc mà ghét lắm. Ghét dữ luôn á. Thứ hai là nói là chắc có lẽ là nếu mà có thiệt đi là bà con tôi đặt dẫn chơi thôi, làm gì có đây. Nhưng mà sau cái mũi đi này đó thì thứ nhất là nghiên cứu là hồi xưa có hải tặc cái gì ha, và thứ hai là hết ghét nó rồi. Tại vì thứ nhất là nó có những cái thức ăn quá ngon, và thứ hai là có những con người quá là thân thiện, quá là thân thương luôn. Thôi bây giờ như vậy, anh em mình cũng hết chén cháo ha, rồi cái mình về lại bên chỗ nhà của anh. Rồi cái chuẩn bị chắc là phải về bên kia lại nha, còn đi nhiều chuyện lắm. Rồi, một lần nữa cảm ơn Thảo, cảm ơn con Linh, vậy nha, ok. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi những cái phần mà ăn rất là ngon của anh em tụi tôi ha, ok. Gặp lại. Một ngày rất là sung sướng luôn ha, ở ngoài biển đảo, vừa nó đã con mắt, mà vừa đã cái miệng. Mà cái tình thương của tất cả những cái người dân ở đó dành cho Vân Sơn nó cũng sướng nữa. Anh Thảo nè, rồi Linh nè, rồi tất cả những anh em ở đó. Về không cho về. Về rồi bắt phải lên trên nhà, ha, ngồi đó đem tất cả những chiếc nồi phẩm mà chưa xài hết đó, chơi thêm một mâm nữa. Nhưng mà nhờ như vậy đó, mình mới thấy được là những cái người dân mà người ta bám biển, bám đảo trong cái khoảng thời gian mà một vài chục năm khi người ta sinh ra và lớn lên á, người ta cực khổ đến như thế nào, gặp những cái trường hợp mà thương tâm vô cùng luôn. Hôm nay là phải ra tới đây nè, ra tới quần đảo hải tặc mới được thưởng thức những cái như thế này. Và đặc biệt hơn nữa đó, nếu mà ra quần đảo hải tặc thì chúng ta có thể thưởng thức những cái hải sản thiên nhiên như thế này. Và muốn đặc biệt hơn nữa là phải ghé đây, chỗ anh Thảo nè. Nếu mà hôm nay ra đây đó, những cái hình ảnh mà quý vị xem đó mà được đặc biệt như vậy là 80% là nhờ chỗ anh Thảo đây. Lý do tại sao vậy? Ảnh vừa là captain nè ha, ảnh vừa là tàu thuyền trưởng nè ha, ảnh vừa là hướng dẫn viên nè ha, thậm chí ảnh vừa là người lặn biển bắt những con này lên cho mình ăn luôn. Ảnh chỉ cho Vân Sơn lặn xuống thế nào để bắt được cái con sò dương lên, rồi thế nào, chỗ nào là có con này con kia, học được nhiều cái hay lắm. Nhưng mà song song thôi đó, nó có những câu chuyện rất là thương đau. Anh Thảo, anh Giang và một số anh chị em ở đây là sống và lớn lên từ ở đảo này. Hồi nãy có một câu chuyện mà Vân Sơn nghe anh Thảo kể đó,
là bị nó vô nó cướp, xong rồi á lọt xuống biển, lên đên 4 tiếng trên biển mà ban đêm hả anh? Ban đêm. Ban đêm hả? 8 giờ đến 12 giờ. 8 giờ tối. 15. Tới 12. 8 giờ đúng tới 12 giờ 15. Nhớ kỹ luôn 12 giờ 15 luôn vậy hả? Lúc đó có đồng hồ không? Có, lên tàu mình coi. Lên tàu. lên tàu mà còn tỉnh coi đồng hồ đương nhiên. Nhưng mà cái chuyện đó sao anh Thảo kể lại cho Sơn nghe coi. Lúc đó là khoảng năm mấy? Lúc đó đây cào ở mũi hòn này vô Hà Tiên nè. À. Là khỏi cái đảo này cỡ 15 20 phút. Ừ. Là đây cũng cào mấy cặp luôn. Ừ. Mấy cặp cào bay đó, rồi thằng Miên cào ngựa này nè. À. Nó mới ra cướp. À. Cướp về thằng này thấy chặt mơ chặt gạt chạy. Là bốn chiếc của tôi là chạy kè 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 nhau luôn. Về xong rồi thấy nó đảo qua cặp kia, tôi mới đảo lại là đâu cho lên bắt mấy chiếc kia. Rồi nó vừa qua bên đây rồi nó có súng chỉ mình. Rồi nó bớt ra là nó cặp sát bên nó chỉ súng mình, rồi mình bớt ra lại là nó cặp. Nhưng mà sao nó có súng, nó là dân thường hay là nó là... Nó dân cũng lính của nó chứ. À, dân lính, nó mới có súng đúng không? Rồi nó mới lên là, nó lên là nó quánh vô, nó lên tới chỗ lái là nó quánh quánh bằng súng. Quánh là tôi đỡ chúng người cái tay là xưng cái tay luôn. Ừ. Thì nó đạp là chay me kêu mình ra ngoài trước như đuổi mình cái bực thì cabin mà nước xuống có cái bực gì nè. Thì nó đạp mình vuột tay lọt nước đi. Lọt nước mà tàu nó còn chạy đang chạy đó. Rồi trên tàu gì quánh thằng Giang là lé. Trên tàu có thằng Giang luôn hả? Có nó luôn. Nghe hả? Kêu cái đại máy nó không đại sau này quánh nó bằng dây bô mà. Quánh nó nhảy luôn á, rồi đau quá nhảy nào quánh hùng đấy. Tôi mới dưới nước về ảnh nghe nói là anh cãi lại là trên bờ là kêu nó đợi máy, nó nói là tôi mướn nó ăn đêm. Đi ăn đêm nó không biết chờ đợi chỗ nào. Rồi nó mới lấy đồ trên tàu mình hết. Nó tính giờ cũng vòng tàu mình đi mà vòng không nổi, xuống chung nhỏ à, tàu mình tàu lớn. Thì nó mới bỏ lại, nó chở tàu mình ở đây ra, bắt nó lại gì đó, nó buông tàu mình ra. Nó lấy đồ hết trên tàu xong rồi nó chạy về bển. Rồi Giang là nó mới xuống, nó đợi máy, nó chạy vô đây là nó cho trên này hay trên đảo, hay tặng này hay. Hay là xong rồi bà con rồi, cả trăm chiếc chạy ra ngoài kiếm tôi là cả trăm chiếc hoa đèn là đỏ đèn hết. Lớp người thổi bọc thả là tôi có lụm được không, nó đeo lên. Còn không lụm bà đâu, đâu có lụm được đâu. Rồi lúc đó thì trên tàu thằng kia không biết sao nó cũng lọt xong rồi. Có thằng này là Hùng đó cũng... Trên tàu đó có bao nhiêu người? Anh, Giang với ai nữa? Bốn người. Anh lọt xong, còn bạn nữa lọt xong luôn. Rồi tôi mới hướng dẫn đó, khi mày lọt đồ dục bỏ hết trơn đi, dục xì đồ mà lọt hết đi. Kêu nó mà nó mắc cỡ, nó không chịu lọt dục. Tôi có hướng dẫn nó sợ nó lội đuối đó. Hướng dẫn nó lội từ thôi mà đừng có lội gấp quá để nó đuối là không có gì mà đúng mà rồi đeo được. À. Cái gì mà phải từ mình ấy thôi. À, hả? Cái nó lội một hơi tôi xong rồi nó cởi quần dài ra không, nó không chịu bỏ quần gì. Tới mà lên trên lúc mà tàu ra kiếm đông quá là mình kêu mà nó mở cái điện đàm đó, gà kêu không nghe, mình thấy chạy gần không mà kêu không nghe. Rồi mới tôi mới là kêu nó tẻ một bên, tôi tẻ một bên. Chừng nào mà anh bờ lên được trên tàu trước anh kêu chạy lên để kiếm mày. Còn mà mày lên bờ trước lên được tàu trước là mày chạy qua đây kiếm anh. Thì tôi lúc đó là tôi kêu là tôi lên tàu được trước. Lúc đó là 4 tiếng 15 phút rồi. Là tôi cũng kêu nó đàn tàu là chạy đi hướng này là kiếm thằng chung với tôi. Kiếm gặp nó lên nó cũng ở chuồng ở chặn giống tôi luôn. Nó bùi xịn mất tiêu luôn rồi. Hên quá trời ơi. Hồi nãy giờ nghe kể mà. Hồi nãy giờ nghe ảnh kể mà Sơn tưởng tượng là ảnh lên tàu xong rồi dòng lại kiếm người kia, không gặp người kia nó mới đau thương, nhưng mà không gặp người kia lại cũng chằn chuột cái danh luôn. Hai anh em nhớ lên hết. Ok. Rồi lúc đó Giang sao? Giang đó đâu? Lúc đó em lên trên tàu. À. Lúc đó giờ đi, em tưởng là đầu tiên á, quánh hai ông này lọt xuống nước rồi. Là nó lục ở dưới lắm, nó quánh nó là ông này bị quánh thôi. Rồi là nó mới lên cabin, tụi em lúc ở trên cabin á. Trốn chảnh á. Quánh ông kia là nó chạy nó quánh bò, ông kia tới bò luôn. Bò luôn, đầu mới gặp được em, nó quánh một, hai, ba cộng dây, em không xuống. Rồi nó kêu, đầu nó hỏi, nó không biết tiếng Miên gì, nó biết tiếng Việt chứ, nó hỏi cái gì đó. Nói không biết đề máy đâu, nói này tôi đi ăn đêm, nói tôi
không có đi dây này. Tôi đi ăn đêm chứ tôi không biết cái gì về máy móc đâu. À. Cái nó cũng không có làm gì hết, cái đầu nó lấy đồ. Ừ. Nó lấy đồ xuống, nó dọn đồ từ máy móc, về bình dị, bình bọng gì. Nó lấy nó đem xuống xuồng nó hết. Ừ. Rồi đầu nó dòng chứ. Lại nó hành lên đi. Nó dòng còn nổi. Ừ. Còn nó buông. Ừ. Nó buông cái lợp, cứ nói là mấy ông này trốn với hầm thôi chứ mình không tưởng tượng là mấy ông bị dớt nước. À. Đó, đầu xong nó bỏ nó đi, hỏi mới kêu là Thảo ơi. Không phải lên đi, nó bỏ nó chạy rồi mà kiếm không gặp. Ừ. Là cái ông kia, ông biết nghe tiếng Miên. Ông nói là hai kia, Miên nói là hai kia lỏng nước rồi. À. Vô một phút em mới nói là sao mà ông nói là ông quay lại mà lỡ rồi đâu có quay lại được. À. Nếu mà em quay lại thì ông này chết. Ừ. Chạy qua mình chết. Đúng rồi. Em phải chạy cho bà em báo. Ừ. Báo hết trơn bà con ở đây. Chạy bao nhiêu lâu? Em chạy 15 phút rồi. Vô chừng 15 phút à. Vậy thôi đó hả? Là vô tới đây rồi. Là vô tới đây rồi. Vô tới đây thông báo trong là ghe bà con mới chạy ra. Ừ. Chạy ra mới kiếm anh Thảo từ ở đây vô mùa nay. Ừ. Vô qua lại qua lại. Đúng 4 tiếng hồ. 4 tiếng hồ mới ra. Lúc mà anh nằm ở trên biển á là anh nghĩ gì? Anh có bao giờ anh nghĩ là xong rồi không? Chết rồi chưa? Chưa nghĩ đâu. Chưa nghĩ đâu. Nghĩ đâu. Cố gắng làm sao để mình bơi. Cố gắng làm sao để bơi chứ không có nghĩ tới chuyện đó. À, lúc đó cái gì ở trong đầu anh nghĩ tới nhiều nhất? Cũng không biết nghĩ cái gì, cũng bình thường thôi chứ đâu nghĩ gì đâu. Đâu nghĩ là mình chưa có nghĩ mình là mắc đâu, mình thấy tàu ra kiếm đông quá. Chưa thấy luôn. Thấy chứ. À. Lúc mà thằng Giang nó chạy vô đây là 15 phút là lúc đó tôi mới có tiếng hồ à. Là tàu trong này nó chạy ra pha đèn là thấy đầy chứ là mình đâu có nghĩ là mình để mình mắc đâu tại tàu đặt ra đông quá. Ừ. Mà tiểu gia trưởng mà mình không gặp chiếc này cũng gặp chiếc nọ à. Ừ. Nhưng mà 4 tiếng 15 phút ở dưới biển đó là anh vẫn bình tĩnh và vẫn chờ đúng tàu đã đón. Đúng rồi. Anh nghĩ là anh cầm cự được tới khoảng bao nhiêu lâu? Tới sáng không? Chưa biết. Chưa biết. Còn bình tĩnh lắm à. À. Lúc đó 4 tiếng mấy cũng còn vẫn bình tĩnh. Tại vì nhỏ lớn cái biển mà phải không? Đúng rồi. Thấy biển giống như rải cá vậy phải không? Đâu có sợ gì phải không? Không. À. Đâu sợ. Hồi nãy thấy ảnh nhảy biển chụm cái ông lặn dưới bắt nào là nhum nè, nào là sò dương nè, nào là cá nè. Cá mà bắt bằng tay luôn ghê. Ông lặn dưới, ông chụp bắt đóng cá luôn. Ok. Thôi mình ăn đi ha. Rồi. Con nhum này có bây giờ anh ăn sống không? Có chứ, để nặng chanh vô. Không, bây giờ ăn nguyên vậy nè, khỏi ăn chanh. Có bây giờ không? Chưa bây giờ ăn hả? Phải nặng chanh vô hả? Không, mình nặng chanh vô nó chua, nó mất ngon rồi. Bây giờ mình ăn sống nhum mới ngon nè. Sống luôn vậy nè. Ngon lắm. Không cần chanh, thiệt. Nếu không cần chanh này. Mình ăn sống luôn, ăn chanh vô nó chua, nó ngon. Ngon lắm. Nè, ngon dữ lắm luôn á. Bây giờ anh thử năng sống nữa coi. Ừ. Anh nghe là tôi năng sống miếng coi nè, trời ơi. Ừ. Nhưng biển mà không dám ăn sống con này. Không. Sao vậy? Ăn sống thì ngon lắm. Này trong hồ tươi dưới biển lên mà. Lý do tại sao không dám? Lý do tại sao không dám? Không, mình không từng ăn sống cái đó thôi. Không từng. Con cá ăn ớt mà hồi xưa mà. Con cá sống có ăn không? Con cá là để tôi kể cho nghe. Con ăn ớt mà hồi xưa mà đi đánh bắt vô đó nha. Là nhóc luôn á, đem lên phơi khô là để bán phân đó. Ừ. Là phơi còn ghét của nó là lâu khô dục bỏ nữa đó. Mà giờ ký mấy trăm ngàn mà tôi còn không ăn nữa. Tại không ăn là không ăn à. Không, bây giờ nè, tôi mới ăn con rồi nè. Bây giờ anh có cái muỗng mới luôn nè, ăn thử cái coi. Hoàng ăn cái đó, cái này nè. Nè, ăn cái này ngon nè. Ông dụ người ta ăn, ông bắt lên, ông phải ăn, ông phải ăn một miếng. Ăn một miếng coi, tôi mới ăn nguyên con không sao nè. Ăn từ từ. Nè, không có từ từ cái gì chứ. Nè, cái muỗng mới luôn nha, muỗng mới nè. Cái này là chám gì mới được. Chám cái gì đâu mà chám không biết nữa. Đâu có gì đâu mà. Trời. Cái gì đâu mà chám. Tôi ăn nguyên con nè. Ông ăn thử, ông ghiền luôn á, bảo đảm á. Cho nó tan ra, cho nó tan cái miệng ra, thấy không? Cho nó tan trong miệng ra. Cái gì vậy? Múc gì vậy? Có béo không? Thấy không? Béo ngon. Béo thiệt. Ừ, dạ. Có gì đâu. Mà anh béo thiệt, béo thiệt. Ngon không? Anh bỏ miếng chanh vô nó hư cái cha cái con của người ta rồi. Không. Nè bây giờ nè, anh Thảo ăn rồi, giờ nè tới Giang nè. Giang, thử coi. Thử coi nè. Tại đây có cha đâu, có chết chóc đâu, sợ. Trời ơi, chết chóc gì đâu. Cái mặt nó lạ lắm. Thấy chưa? Béo không? Đây là. Nó ngậm đi không có dám nói. Nói chứ ngon lắm. Nè, nó ngon lắm quý vị. Nè. Vừa vẻ cái kiểu cưỡng bức mặt ăn đùm á. Mà anh không nhận ngon phải không? Nè anh coi nè, tôi ăn nguyên con luôn chứ. Ăn cái này mà mình phải ăn gì nè, chứ nếu mà mình nướng hoặc là mình ăn miếng chanh vô không có ngon.
nè, ăn gì nè. Ăn bỏ vô khỉ vậy đó, nhưng mà anh mình không dám. Dân này ta ăn sống mà sợ ông Tàu rượt. Ông hay quá ôi. Không có rượt gì đâu mà rượt. Không có rượt, nói nghe nè. Nói nghe nè. Thu Nhật nó ăn sống không? Đúng rồi. Nhưng con gì cũng ăn sống chứ á. Cái con mạch bột mà nó nhai cái nó không có gì. Nguyên con còn sống ăn luôn mà. Tại vì thiệt ra đó là tất cả những con gì ở dưới biển á mình đem lên ăn sống được hết, từ con cá cho tới con sò, con nghêu, ăn gì cũng được hết trơn á. Hồi nãy anh Thảo người sống lên ăn muốn đi. Trời ơi, con gái ăn sống còn được mà. Hả anh Thảo? Con ăn được con ăn không? Con nào? Con nào cho ăn mới ăn phải không? Hôm nay đó anh em mình ngồi đây mình ăn uống ngon lành như thế này á, hưởng cái thành quả như vậy á là nhờ những người mà người ta bám đảo, sinh ra lớn lên, chịu cực khổ ở đây, xây dựng bám biển bám đảo, đánh bắt tất cả mọi thứ, chịu gian khổ, chịu bị miên nó bắt nó cướp, rồi thậm chí gian còn bị bắn nữa nè, bắn xuyên luôn nè. Bắn một phát xuyên từ ngoài sau lưng ra ngoài vai luôn chứ không phải giỡn chơi. Thành ra mình đến đây mình ăn chơi vui chơi tất cả mọi thứ mình phải nhớ tới những cái người như thế này ha. Thành ra hôm nay đó là một cái hôm mà coi như là hôm nay Vân Sơn đến đây, đến đảo Hải Tặc để mà hưởng những cái không khí trong lành, những món ăn thật là tinh khiết, cộng với lại nghe được những câu chuyện rất là hay. Nhân cái dịp này đó Vân Sơn cũng muốn xin phép là anh Thảo nè, anh Giang nè, với lại chị Mai nè, chị Liên nè, tất cả mọi thứ này ha. Bữa nay mình cái hình ảnh này ha, rồi kể cả hình ảnh ngoài tàu nữa, mình mang hình ảnh này để mình giới thiệu cho người Việt Nam ở khắp mọi nơi thế giới này xem. Để làm gì? Để người ta biết được ở tỉnh Kiên Giang, ở đây có một cái quần đảo được gọi là quần đảo Hải Tặc. Và ở đây có những con người như thế này, ở đây có những thức ăn như thế này, ở đây có những quang cảnh như thế này, để bà con mình khắp nơi thế giới về đây ghé đây chơi, được không? Dạ dạ. Đó, ngon lành quá. Ok, rồi, vô, ăn. Dân Sơn năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà, yêu bông hoa nên yêu ca bông mu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm thay bún mắm mà Sóc Trăng là phải ăn. Món phở Tây khắp nơi nhìn là muôn sợi.